Tại sao rượu san ấy, áp bao nhiêu lần rồi cũng không được nhá. Đang áp rượu san. Ôi mãi Hello, hello người đẹp, khỏe không? chào chào tất cả mọi người trên diễn đàn nhé. Yeah. Em không phải ba que nhá, em là một người Việt Nam yêu nước nhé. Nói chung là ba que hay bốn que hay là người người ở đâu cũng vậy, chúng ta nói có lý có tình Đúng rồi, thì chúng ta nói là nghe, đúng có không? lý Đúng luận rồi. chứ không phải là nói lý luận cùn. Yeah. Cái bọn ba que chống cộng ở nhất là bên Cali Mỹ, chuyên có cái luận điệu rằng là Việt Nam bán nước, rồi là những người dân ở trong nước thì khổ, nghèo khổ. Nhưng ngay như em ở Lào Cai, là một tỉnh miền núi phía Bắc mà cũng mọi người cũng ít biết đến. Gần đây thì có cái điểm du lịch Sapa thì nhiều người dân trong nước thì họ cũng đã biết đến cái vùng đất này của em. Thì ở đây bình yên lắm chị ạ. Yeah. Vâng, Em ở cũng vùng cũng Sa là Pa hả? Em ở đấy, vùng em Đạ ở Lăng. vùng Sapa, cách Sapa là một đỉnh, có đỉnh núi Phan Xi Păng mà cao hơn 3.000 mét so với mặt nước biển ấy, cao nhất ở Việt Nam ấy. Chị nghe chưa? Chị cũng muốn về Sapa chơi, lần sau chị về Việt Nam chị muốn lên Sapa Lúc chơi nào đấy, về lần thì trước nhắn tin muốn với đi em rồi. nhá. Em cứ theo dõi ở trên YouTube ấy, thấy chị cứ nói đả đảo lại cái bọn chống cộng mà chị cứ nói thủng thẳng, xong là chị cứ cười hồn nhiên làm cho bọn nó tức điên lên. Mà em khoái, em cứ ngồi em xem em cười một mình. Đấy là chị chưa trêu chúng nó đấy, nếu mà chị trêu còn buồn cười nữa cơ. Nhưng Vâng, mà em cứ thấy chị nói thủng thẳng xong là chị cứ cười hồn nhiên đấy, xong là bọn nó điên lên. Bọn nó cứ chửi. chúng nó đã từng tới nhà nó đe dọa rồi mà. À thế à? Nó chụp lại ảnh rồi nó đăng hình, rồi nó đăng địa chỉ của chị lên trên mạng ấy, xong nó bảo là con này là cộng sản này kia các thứ, xong chị chửi Chúng cho. nó chuyên có cái luận điệu là nói chị là cộng sản, hoặc là những cái người lên phản biện chúng nó là cộng sản, với lại nó gọi là cái gì, nó gọi là làm Cộng nằm bọn vùng. bọn Việt cộng nằm vùng, nhưng mà ở trong nước thì nó gọi là bọn gì cơ, dư luận viên. À đúng rồi, bọn dư luận viên. Đây là những người mà thấy người dân bình thường thôi, nhưng mà người ta biết đến mạng internet, người ta vào vô tình người ta xem được những cái clip của chúng nó nói những cái điều mà không phải là sự thật, mà không không phải sự thật mà nó xuyên tạc một cách trắng trợn, Đúng nên là cảm thấy bất bình, nên là em mới làm quen với một số người có cùng quan điểm ấy, và như chị ấy, rồi là anh rồi. Lân, rồi một số người nữa. Thì chắc là nó cũng bảo em là dư luận viên chắc. Đúng rồi. Chị Đúng nó bảo chị là gián điệp, nó bảo chị là gián điệp nằm vâng, vùng cộng thì sản nằm em biết vùng. là chị nói là chị sang đấy từ hồi bé đúng không, chị sang Úc Chị từ sang bé đó đúng có không? mười mấy tuổi thôi. Vâng, thế chị ở Hải Phòng là chị ở huyện nào? Chị ở Hải Phòng, ở chỗ Phan Bội Châu, rồi nhà chị đi lung tung lắm nhưng mà cũng quanh Thành quẩn phố quanh à? năm cái thành phố. Đường đấy là thành phố Hải Phòng. Quê em cũng quê gốc, bố mẹ em, ông bà em là ở Hải Phòng ấy. Bố mẹ em sinh ra ở Hải Phòng, nhưng mà năm đi ông bà lên khai phá vùng kinh tế mới ấy, kinh tế mới ở trên vùng biên giới, rồi là vùng miền núi này chưa có người mấy mà, thì lên phát triển kinh tế ở trên này. Thì bọn em sinh ở trên trên Lào Cai này, Lào thì Cai ở cái vùng giáp danh với lại Trung Quốc. Lào vâng, Cai đúng Yên rồi, Bái cái cuộc à? đúng rồi cái cuộc sống của người dân ở đây thì nói chung là phát triển rất nhiều. 15 trở lại đây này, 15, hơn 15 trở lại đây thì người người dân thì không không no đến cái miếng ăn hàng ngày nữa. Mà bây giờ như em là
là một người bình thường thôi, nhưng mà bây giờ những người bạn xung quanh em, rồi là những người đồng nghiệp xung quanh em chỉ nghĩ đến chuyện là ăn ngon, cái gì ngon và mặc thì đẹp, chứ không phải là ăn no mặc ấm như ngày xưa nữa. Bây giờ không ai thiếu miếng ăn cả. Đây bây giờ còn phải đi tập thể dục cho nó bớt mỡ đi ấy. Đúng rồi. Tập thể dục cho nó eo thon, cho nó đẹp, và làm sao cho người nó đẹp, ăn mặc đẹp. Đúng. Thế đúng rồi. Chứ đấy là em là không phải là quan chức hay là như chúng nó nói là ở cộng sản ấy, hay là quan chức để tham ô tham nhũng ấy, không có chuyện đấy. Còn bố chị có biết gì về... bố chị ở Việt Nam 80 mấy tuổi rồi mà cụ lúc nào cũng mặc vest nhá, xong rồi á đi nhảy ngày sáng đi một lần, tối đi một lần đó. Ở đúng Việt không? Nam bây giờ rất thịnh. Đúng chị rồi về á, bây giờ văn minh hơn rồi. Chúng nó là nói những cái luận điệu từ ngày xưa, ngày xưa là nói là đói no ăn mấy thế nọ kia. Bây giờ người dân nhá, người ta nghĩ đến chuyện làm từ thiện. Như bọn em hay đi chùa ấy, bọn em hay đi chùa thì có các cái đội từ thiện, người ta như vùng sâu vùng xa, các cái xã của người dân tộc ấy, người ta nghèo thì thành lập ra một cái đội từ thiện đi thiện nguyện. Ví dụ như mưa bão hoặc là vào cái mùa là đó mọi người rảnh rỗi thì lên đấy mang quần áo, mang chăn màn, mang đồ ăn đến để gọi là từ thiện cho đồng bào ấy. Người ta bây giờ phải là dư, đúng không? Tức là ở cái mức sống trên trên trung bình là dư, người ta mới nghĩ đến cái chuyện làm từ thiện chứ, đúng không chị? Chứ chúng nó cứ nói là em chưa live stream lần nào, lần đầu tiên em lên diễn đàn mà lai mãi mới lên rồi đấy. Em cũng xoay màn hình và rất dễ là, em rất gọi là điện. Chào đón em. Rất là chào đón em. Vâng. Tại vì mình chơi Facebook mà thì mình kết nối rồi nói chuyện này kia cũng vui lắm. Đâu đúng có gì rồi đâu. Em thấy lắm, chị cứ livestream một mình nhá. Nhưng mà em chỉ xem YouTube, chứ còn em mới làm quen Facebook thì mãi mới thấy chị. Cũng nhiều chị, lý thì, do chị, lắm đi. Chị toàn nói ở Facebook thôi, nhưng mà các bạn ấy đưa những cái này ra YouTube chứ chị không có bỏ lên YouTube. Chị chỉ nói ở đây thôi, chơi ở trên Facebook thôi. Chứ còn các bạn những cái người nào người ta bỏ cái đó của chị lên trên YouTube chứ không phải chị bỏ đâu. À thế à chị? Ừ. Em để màn hình ngang em chẳng thấy bình luận của mọi người. Vậy hả? Em gạt, em cầm mấy tay em gạt sang xem nào nó có ra không. Ôi, dạ gạt ở dưới cái chỗ bình luận đấy. À, nó có gạt ra dưới không lên á. Dạ gạt ngang không xem. Thấy. Không thấy Gạt à? ngang à? Gạt trái gạt phải xem nào. Anh à, không thường có. thường như là không có bình luận thì là em gạt sang bên trái. Nó Có chiếm không? hết màn hình rồi chị. Em thấy cái hình Chắc của vậy. chị với của em nó chiếm hết màn hình rồi. Không sao đâu, chị đọc hộ cho. Quá là thiệt ta. Cái gì thằng Hạnh Ngô à, mày mày chửi Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh đâu nghe thấy gì đâu, Hồ Chí Minh Này, chị ơi chết chị, em rồi. thấy cái bọn chị ơi, em thấy cái bọn chống cộng ấy nó rất là thiếu văn hóa này, tham sân si này, chửi bới loạn xì ngậu, kể cả những cái người ở bên ủng hộ cho bên Việt Nam gọi là cộng sản ấy. Em cũng không muốn mọi người là nói bậy trên trên mạng, chửi bậy. Đúng rồi. Mình yêu nước là phải yêu nước chân chính và yêu nước văn minh. Chứ chửi bới mấy cái bọn mà nó thiếu văn hóa thì mình bằng nó à. Nên là không không đồng Nhưng tình mà với cái việc là em hiểu không? Nghe thì cũng gì lắm, nhưng mà những cái thằng đấy á, nó chửi người ta cho nên là nhiều khi người ta bực quá, người ta chịu không nổi đấy, người ta mới chửi lại. Mà hơn không, nữa cái bọn mình đấy. thấy nó chửi thì mình cứ nghĩ là nó Đúng đang hát rồi. đi thì mình đỡ Đúng sân rồi. si. Sân si là chết đọa địa ngục ấy chị ạ. Đúng rồi. Mà em Với lại thấy từ từ nhiều khi á, chúng nó chửi Hồ Chí Minh tại vì nó biết người Việt Nam rất là kính trọng Hồ Chí Minh, cho nên nó đúng rồi. dùng cái đó để nó trêu tức người Việt Nam thôi.
Đó, chính chúng Vâng. nó cũng hiểu được điều đó mà. Chính chúng nó Chúng nó cũng hiểu tội được tình, điều nó đó. nói chửi một cái người già nếu mà đáng tuổi hơn cả tuổi ông bà nó giờ vẫn sống đúng không? Mà Bác Hồ đã Đúng mất từ năm 1969, cách đây gần 50 năm rồi mà nó lôi ra nó chửi. Bác siêu thoát lâu rồi. rồi, bác là một kiếp người khác lâu rồi. Chứ bây giờ bác không, ở đấy chỉ là cái hình tượng của bác thôi, là cái thân xác của bác buông xả từ lâu rồi. Mà chúng nó cứ chửi bới bác, em thấy cũng tội, nhưng mà thôi kệ chúng nó. Nó cô đơn cô độc quá cho nên nó muốn trêu chọc tức người ta để người ta chửi lại nó để cho nó đỡ cô đơn cô độc thôi, tại vì ở xứ này nó đâu nói tiếng Việt đâu em Chị đó. ơi, em nghĩ là cứ ở bên Mỹ, bên Úc cứ kiếm nghìn đô lọ, nghìn đô kia, chục nghìn đô lọ, chục nghìn đô kia, nhưng mà chưa chắc đã sướng bằng người dân trong nước đâu chị ạ. Con em chi tiêu nhá. Chị ơi, cái như nhà em ăn độc cái loại gạo gạo ngon, gạo sén cù ấy, gọi là gạo sén cù, mà gạo ở cái địa phương ở đây này tính ra 290.000 một 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 yến, là 29.000 một kg, với khoảng tầm hơn 1 đô 1 kg ấy, nó rất là ngon. Ừ. Mà nói chung là ăn rau sạch, bọn em cũng trồng được rau ấy, ăn rau sạch rồi là mình cũng lựa chọn được rau sạch mình mua ở có thể là được Chị cái loại về Việt Nam thì cũng biết rồi, chị về Việt Nam thì vâng. cũng biết là Nên ở miền núi em ra xa biển nhá, em thích ăn đồ biển, có tiền là có hết. đúng rồi. Ăn khoảng tầm 1 triệu tiền Việt Nam, tiền đồ biển, cả nhà ăn thoải mái chị ạ. Mình mua về mình nấu ấy, hoặc là mình ra nhà hàng, cũng nhà em ăn cũng hơn 1 triệu thôi, mà hơn 1 triệu khoảng tầm hơn 50 đô của Mỹ. Đấy Không, bây xưa giờ cô em là cái người, em là cái người mà ở tận cùng của Việt Nam đúng không? vâng, nơi À, con sông Hồng còn chảy qua giáp Việt danh với đấy. Trung Quốc. À, mà Đúng nó rồi. nói là cộng sản bán nước cho Trung Quốc thì bây giờ em là cái người bằng nhân chứng sống đang sống ở cái nơi đó, em nói để cho họ biết là bán như thế nào, cuộc sống như Lói thế có sách nào. mách có chứng, lói có sách mách có chứng, bán chúng nó cứ bảo bán. Thế em bảo bây giờ nước Mỹ nó bán cho Việt Nam rồi đấy, em cũng cứ nói cái lý luận cùn như thế, nói phải có sách mách có chứng đúng không, bán là có cái chứng cứ ở đâu bảo là Đảng Cộng sản bán nước cho Trung Quốc. Đúng Bây giờ nha, cái miền người dân miền núi của em ấy, mà ở thành phố Lào Cai này, rất nhiều người giàu lên nhờ Trung Quốc, nhờ buôn bán với Trung Quốc chị ạ. đúng Người rồi. Trung Quốc nó hàng tỷ dân chị nhá, nó dùng, tức là của Việt Nam có 90 mấy triệu dân thôi, mà ở cái khu vực miền Bắc này thì Hơn cứ 1 tỷ. tính ra một nửa Hơn dân 1 số đi tỷ. đấy, mà nó 1 tỷ tư người, mà chị bảo là lương thực của nó ở cửa khẩu em nắm rất rất là nhiều công tơ lơ gạo sang Trung Quốc nhá, rồi là xuất hoa quả thì chở từ các tỉnh ở trong Nam ra ấy, rồi là vải vải ở các cái tỉnh miền Bắc này, như là vải Lục Ngạn Bắc Giang này, Hải Dương này, xuất sang Trung Quốc. Lúc nào mà Trung Quốc nó dừng phát là người dân buôn rồi, là kể cả là những người dân nông dân ấy trồng cấy ra rất là khổ chị ạ, rẻ bèo, vải cứ mấy nghìn một cân, xong là rẻ, xong là mua ăn chán rồi mà không mua, không có người mua, người ta còn phải kêu gọi là cứu người nông dân ấy, mỗi người dân mua cho bao nhiêu kg vải để cứu người dân ấy, chứ Đúng còn mình là kinh tế mình, nhiều người dân thường giàu có lên nhờ Trung Quốc, chứ đừng chúng nó đừng nói cái giọng điệu là bán nước cho Trung Quốc, mà chúng nó không chưa như em cũng nghiên cứu một số cái nghị quyết của Đảng nhé. Chúng nó còn lâu mới biết được những cái chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói thật, Đúng rồi. kể cả những người dân bình thường còn không biết, chứ đừng đừng có nói là ở chúng nó ở tận bên Mỹ không bao giờ đặt chân sang Việt Nam, hoặc là đặt chân xong xong khúm núm sang Việt Nam xong quan sát chống phá, thì đừng có hòng mà tưởng biết cái gì, gọi là chúng nó mới là ếch ngồi đáy giếng. Đúng rồi. Thật sự chúng nó mới là ếch ngồi đáy giếng.
mỗi mỗi lần nó về xong bắt đầu nó nhìn thấy cảnh sát công an ở Việt Nam nó sợ run như cầy sấy, xong nó cứ kẹp tiền vào trong cái quyển passport, cứ thằng trước đi đằng sau nói phải kẹp tiền vào, nó sợ như chó, xong rồi nó kẹp tiền vào cho người ta, xong rồi nó lại bảo người ta ăn hối lộ đấy, tại vì chúng nó sợ. Thế có tiền ai mà không tham, ai đưa tiền ra lên Mấy xà lên đảo. như thế là một nhá. Thứ hai nữa, ở Việt Nam bây giờ chính phủ Việt Nam có những cái mà cần phải khắc phục là cải cách hành chính, đúng không? Cải cách hành chính bây giờ nó niêm yết công khai ở trên các cái cơ quan trụ sở của nhà nước. Ví dụ một cái thủ tục cấp cái giấy phép kinh doanh chẳng hạn, trong 5 ngày, 5 ngày mà cán bộ nhà nước không không giải quyết xong thì phải trả lời người dân bằng văn bản. Khi mà nhận đủ những cái thủ tục rồi, ví dụ như hồ sơ người ta thành phần hồ sơ có những cái này này mà người ta nộp đủ rồi mà trong 5 ngày không giải quyết cho người ta nhá, phải trả lời người dân bằng văn bản, thì người dân bản thân người dân thì phải hiểu cái việc đấy chứ. Bây giờ mình muốn 5 ngày người ta làm 5 ngày nhưng mình muốn một ngày thôi thì rõ ràng là mình phải tự nguyện, đúng không? Họ không không bắt buộc, họ tự nguyện thôi, gọi là nhờ vả anh chị giúp đỡ tôi cho nó nhanh vô được việc của tôi, thì có kẹp vào đấy vài trăm nghìn biếu họ, đấy là biếu họ nhá, chứ họ không tham nhũng gì. Ở bên chị này này, ví dụ như là bình thường chị làm một cái quyển hộ chiếu đó, chẳng hạn như là ví dụ như chị không nhớ rõ bao nhiêu, nhưng ví dụ 100 nhá, làm cái quyển hộ chiếu đó, nhưng mà chị khẩn cấp chị muốn làm nhanh thì chị phải đưa thêm 100 nữa thì người ta làm nhanh cho mình. Đó là cái thủ tục ở đâu cũng vậy thôi. Vâng, đúng rồi. Em cứ nói những cái luật pháp, những cái gì mà em hiểu mà chúng nó nói sai, em cứ nói để cho người mọi người hiểu, Bản và thân những cái em người cũng, đang sống ví dụ như là mẹ em làm nhà nghỉ nhá, mẹ em làm nhà nghỉ thì phải ừ. đăng ký kinh doanh nhá, thì em Yeah. nên, em bảo mẹ em cứ bảo là cho mấy triệu, em bảo mẹ không việc gì phải cho, mẹ Yeah. không việc gì phải cho, bởi vì là đây này, em chỉ mẹ em cũng không biết như mọi người ý. Thế em bảo là không phải mẹ không phải cho, mà bây giờ 5 ngày mẹ cứ thành phần là giấy chứng minh thư photo này, hoặc là không photo này, rồi là bìa hộ khẩu này, đơn này, đấy mẹ cứ nộp lên 5 ngày người ta phải giải quyết cho mẹ. Thì mẹ em nghe em, còn nhiều người không biết á, có khi đưa cho người ta vài triệu thì thôi kính biếu thì tôi xin mời, đúng không? Thì cũng Người giống như dân là người ở Mỹ, cũng giống như người ở Mỹ đi ăn xong rồi phải đưa tips, đưa tiền bao cho người ta đấy, ví dụ như là 10% chẳng hạn như vậy, ví dụ vậy thì đưa tiền cho người ta thì người ta phải lấy thôi. Bây giờ Lisa đi ra ăn một bát phở 12 đồng, nhưng mà bây giờ Lisa muốn cho tiền tip cho cái người đó thì Lisa cho thêm 2 đồng nữa, thành ra là 17 đồng chẳng hạn vậy, đúng rồi, thành ra đúng rồi, 14 đồng chẳng hạn vậy, đúng rồi. ai bỏ chỗ Nên đó. là em thì em còn công em đang công tác ở một cơ quan ấy, nên là em không muốn live stream, nó bạn bè em thì nó nhiều người lắm, hàng nghìn người, nên là kiểu là em không Đâu có sao muốn đâu kiểu mình nên em, về nếu cái mà mẹ chính em trị này nào này. mở nhận không, cái chuyện đấy kệ đi, đâu có sao đâu, tại vì em nào ở đó thì nếu ví dụ như gia đình nhà em có nhà nghỉ á thì em nên đây em nói xong rồi có gì không, người ta tới đấy người ta du lịch thì sao, đâu có sao đâu. Chị cũng muốn về du Mẹ lịch, em chị cũng muốn tìm nơi nào nó gì một tí rồi thì chị về chị quảng cáo cho. vâng, Đúng không? lúc nào chị về Việt Nam du lịch xong đi spa nhắn tin em nhá, em bố trí được thời gian em đi Đúng rồi. chơi với chị. Có gì em cho cái vào trong cái nhắn tin vào cho chị để chị biết rõ cái tên thì em, rồi có gì con cái chị nó đang rủ chị đi Việt Nam đấy. Vâng, số phone. Bọn em cũng muốn tìm hiểu cuộc sống ở bên nước ngoài, mà nước bên Úc ấy, người ta nói là bên Úc là rộng lắm, ở rộng thích lắm, mà sang bên đấy làm việc cái phúc lợi xã hội nó tốt. Thì Việt Nam thì nó xuất thân như nào? Việt Nam xuất thân là trải qua bao nhiêu cuộc
chiến tranh Đúng. giữ nước đúng không? Mà Đúng rồi. nếu mà nói cái thế hệ trước em là thế hệ ông bà em là những Ừ. ai, là những người bần khố lông, Ừ. 100% kinh tế là nông nghiệp đấy, Ừ. làm không đủ ăn. Ngày xưa chưa khoa học và kỹ thuật chưa phát triển thì ruộng vườn nó nhiều nhưng mà trồng cấy 1 năm 2 vụ nhưng mà cũng Đó. Nói chung là như ở bên này ấy, chị nói cho em nghe nè, tại vì á, những cái người tị nạn sang bên này ấy, thì cái đất nước ở đây người ta đã có sẵn rồi, những người người ta làm lương đóng thuế rất là cao, cho nên cái phúc lợi của người ta nó được cao, em hiểu không? Thì những cái người ngày xưa thậm chí mới sang đây sang trên 20 năm á, chị đã 30 năm rồi, nhưng mà những người á, sang lâu á thì bây giờ cái phúc lợi của người ta và cái gia đình cuộc sống cũng ổn định rồi thì nó mất tắc thôi. Còn những cái người mà cứ nghĩ là đi sang đây là được như thế, không có đâu, không có đâu, đúng bây không? giờ nó không có những Đúng rồi, cái kiểu đấy. không cái gì nó dễ dàng cả đúng không chị? Đúng Như cái thuế của Việt Nam này người dân có phải đóng mấy đâu chị, mà nhiều cái đơn vị sản xuất kinh doanh cũng trốn được nhiều thuế chứ. rồi. Như ngày xưa nhà em sản xuất sữa đậu lành ấy chị, sữa đậu lành đóng chai Ừ. ấy, bao Ừ. nhiêu năm tháng có ai đến hỏi thuế đâu. Ờ Nhưng đấy. mà ở bên kia ấy, hoặc là 100% các cái quán hàng ở bên đây, ví dụ như là các nhà hàng ăn sáng ấy, ăn sáng họ lợi Ờ. nhuận lắm chị ạ, cũng lợi Ờ. nhuận được khoảng tầm 30-40% đấy, nhưng mà họ Ừ. làm họ bỏ tiền túi thôi, họ có đóng gì cho ai đâu. Ừ. Đúng rồi. Vâng, nên là thuế thì thu được dân ít mà các cái doanh nghiệp lớn thì họ cũng trốn thuế. Qua cái quản lý của mình chưa tốt đấy, bên bên mình quản lý nhà nước nó chưa, nói chung là nó chưa được tốt lắm, thì cũng có những cái doanh nghiệp như là Coca ấy, nó trợ thuế nó cũng báo cáo sai rồi là lừa lừa gạt người dân, cái cơ quan thuế của Việt Nam bao nhiêu. Nói chung là Rồi. thì là cái thu về của mình rất là ít mà. Chị bảo là ví dụ như là các cái phúc lợi xã hội như các cái xã vùng sâu vùng xa có những cái dự án về, ví dụ như ngày xưa cái dự án 135 ấy, tiền thu hút cán bộ làm việc ở các xã đó này, rồi là xây dựng các cái công trình cơ sở hạ tầng ấy, nhà nước đầu tư rất là nhiều tiền nhưng mà cái nguồn thu của mình không nhiều. Chị nói cho em nghe này, chị nghĩ rằng á, cái luật pháp của Việt Nam nó chưa được ổn định như bên này, tại vì á, cái nếu như mà người ta áp dụng giống y như bên này á, người dân Việt Nam rất là khó sống, chị nói thật. Ví dụ chị nói đơn Đúng giản, đi ra đó. ngoài đường kia, Vâng. đi ra ngoài đường kia mà em đi đi quá tốc độ nó phạt cho mấy trăm đồng, thì bây giờ á, áp dụng y như bên này á, rồi á chặt chẽ như ở bên này, nó không dùng đến cảnh sát, nó cứ có camera nó chụp hình em lại, em vượt tốc độ hay em làm cái gì, vượt đèn xanh đèn đỏ hay vượt đèn đỏ hay là cái gì, nó chụp hình Dạ rồi nó gửi giấy về về nhà cho mình đóng đó. chị. Thì là Đặt cái ra người Việt Nam mình rất là khó sống, mà cái cách đúng không? sống của người Việt Nam thì vẫn chưa có tuân thủ, họ không có đi vào Đúng trong một cái đường lối đó. văn hóa rồi chị ạ. À, phải nói là đấy là cái Đúng. nhược điểm của người dân Việt Nam mình, Đúng không phải là người người ta ra nước ngoài người ta sống mà cái gọi là thượng tôn pháp luật của họ kém đâu, mà ở bên Việt Nam cũng thế. Ví dụ như là như em cũng là một cái người gọi là có ý thức xã hội, thì ví dụ như đi đến đèn đỏ nhá, không có người thì em vẫn chấp hành, em vẫn dừng đèn đỏ, xong đèn đỏ đèn xanh là em đi. Nhưng nhiều người ví dụ như là không có đèn không có người, người ta vượt mà an toàn, người ta vẫn vượt đèn đỏ bình thường. Đấy là cái gọi là cái ý thức chấp hành pháp luật của người dân của mình nó chưa được tốt, nên là mình cũng có nhiều cái nhược điểm. Mà những cái người của Việt Nam ấy sang nước ngoài cũng vi phạm pháp luật nhiều chứ, nhất là bên Mỹ đấy, nhiều trẻ em sang đấy phạm tội đánh nhau giết nhau rồi là cướp của cũng đi tù bình thường đúng không?
Nhiều, trời ơi em ơi, nhiều lắm. Chứ không có ít Chị ơi đâu, mà tại vì sao? bọn nó ví dụ chị với chị em mình nên nói chuyện với nhau, lại nói chuyện thực tế và nói chuyện cũng gọi Đúng là rồi. có lý luận, nhưng nó cứ bảo chị em mình ngu. Thế không biết chúng nó khôn hơn mình ở cái gì? Nó khôn Nó hơn khôn mà hơn nó là đâu mắt có nó đâu mù à? mà. Nó khôn Nó hơn đâu là có mắt đâu nó mù, nó mà không nhìn thấy sự thật. tại vì cái Nó bức không nhìn thấy tranh sự thật. của mấy chục năm về trước nó vẫn còn ở trong đầu chúng nó vẫn Đúng nghĩ là Việt Nam vẫn là như vậy, cho nên là chúng nó cứ cãi ngang cãi cái cày cãi cối nhân nó cứ pháp của người dân Việt Nam rất là đúng rồi. em có điện thoại nó ngắt quãng một tí. Ví dụ như đời ông bà em nhá, thì bần cố lông làm nông dân chẳng đủ ăn. Thế đến đời bố mẹ em, rồi cái thế hệ bố mẹ em thì khá hơn một tí, thì đời bọn em nó lại khá hơn một nó khá hơn nhiều. Thế tức là Việt Nam đã phát triển rồi đúng không chị? Đúng rồi, ngày xưa Cái cuộc cái sống thời của chị á, đúng rồi, cái thời của chị á, ngày xưa con muốn có cái xe đạp đi cũng còn khó khăn, cả nhà mới có một cái đúng xe đạp rồi để đi. chị ơi, Đúng cái không? thời em đi làm nhá, em đợt lúc thời em còn sinh viên thì là em mơ ước cái xe xe mô tô ấy, gọi là xe bét hoặc là cái xe quay đấy, cái chị biết không, cái xe bét hoặc cái xe quay ấy. Nhưng mà bây giờ cái bọn trẻ nó đi làm á, nó xe máy xịn, xe mô tô xịn, xe SH hay xe Ablet. Đấy nó đã là tiến bộ hơn. Còn cái thế hệ như tầm bọn em là cũng nhiều người có ô tô rồi. Em, cái này là của Việt Nam đó. À, Cái gửi sang đó dao hả chị? không, hồi chị về Việt Nam ấy, xong bắt đầu chị thấy mấy cái người bán thịt á, có cái con dao này này. Thế chị, wow, cái con dao này chặt hay lắm, mua ở đâu á. Xong rồi cái người bán thịt bảo chứ cái này là nhà em tự làm. Thế nếu mà chị muốn mua chị phải đặt. Thế đó xong rồi chị đặt một con chị mang về. Chị Chị tưởng không ơi. mang được về nhưng mà chị để vào cái vali á, vali thế là nó cũng cho vào à. À Tại cái thế mà dao này là đi qua sân bay nó dao soi đốt. à? Hả? Nó soi có kim loại là nó không cho đi đâu ấy. Đâu Đi máy bay ấy. có cho đi nhưng mà cái này là tại vì của gia dụng của gia đình mình dùng cho nên nó cho vào. Chứ còn đồ ăn thì nó không cho vào, hoa quả hay là những cái gì đấy Nhưng thì mà nó bọn không cho em sang vào. Trung Quốc hội chợ ấy, xong là em mua rau, xong đến lúc qua qua cửa khẩu nó soi cho vào cái máy như kiểu siêu âm ấy. Thế là có kim loại nó thu hết cả gia dụng, nó không thu mà nó không cho qua Chị cửa khẩu đâu. không biết Vâng. tại sao này, chị nó lại cho chị vào chị không biết. Chắc là nó chưa soi ra sao ấy. Cái này cái loại này chắc cái thời đó nó chưa ấy. Cái này chị để ở trong vali chứ không phải chị xách tay, chị để chị gửi hành lý chứ không phải Đúng chị rồi, xách em tay, cũng cho xách vào tay túi thì đồ không được. nó vẫn soi ra đấy. Nếu mà chắc là nếu mà cho vào trong cái túi xách tay lên máy bay thì nó không cho đâu, nhưng mà chị để ở Ủa? ngoài. Cái này chặt đã lắm. Đúng rồi. Ở Việt Nam có đồ dùng rẻ chị nhỉ? Ở Việt Về Nam Việt đồ dùng Nam mua rẻ. cái gì cũng rẻ. Nhưng mà chị đi thì ít mua đồ mang về đây lắm. Tại Chị vì ơi, chị lúc nào chị về, chị Lisa ơi, ơi. đất nhà chị rộng lắm đúng không, đất nhà chị rộng đúng không, Đất đất rộng à, ngày xưa chị tại vì chị mua nó lâu rồi thì cái thời xưa đấy đất rất là rộng. Nhưng mà bây giờ nó không làm rộng như này nữa. Cái diện tích nó thu nhỏ lại nhưng mà chị mua lâu rồi chị đấy ơi đúng cho không, nên cái đất nó lúc rộng. nào về Việt Nam nhá, lúc nào về Việt Nam mua cây của Việt Nam sang trồng ăn quả. Ví dụ cây Không vú cho sữa này, vào, cây nhãn này. không được, không không được, nó không được, nó không Không cho cho vào. mang mang quả. Nó không Úc nó không cho mang mang cây cối đồ ăn những cái gì trồng được nó không cho mang vào đâu. Ơ thì mình mang hạt mình trồng. Hạt cũng không được, càng hạt mới là càng chết, Ơ không nhưng làm được. sao mà nó phát hiện ra được? Nó soi mới là nó có chó nó ngửi ấy.
Ơ, mình cho có vào cái chó túi áo xong mình cho vào vali ấy. thì cũng có người làm như vậy đó. Chị buồn cười, có cái bà ở Việt Nam, bà qua đây chơi, bà thăm con cái, xong rồi bà cho chị hai cái hạt gấc, một cái hạt gấc xong bà ấy cho vào cái quần xịp già cho mấy cái hạt đó vào trong trong quần xịp ấy, bà ấy cho chị ba hạt gấc, xong bà ấy bỏ gấc đó là muốn trồng là phải luộc lên thì đúng không, chị không biết cái đó. Thế nhưng mà chị mới lấy ba hạt gấc thì chị một hạt chị luộc lên, một hạt chị nướng lên, một hạt thì chị để nguyên để chị xem là cái nào cây nào nó mọc lên. Thì có một cây nó mọc nhưng mà mình khi mà mình chôn xuống mình lại không đánh dấu, cuối cùng mình cũng chẳng biết cái cây nào nó mọc thì cũng trồng được nhưng mà nó mọc nó lên được như thế này thôi, thế là nó chết, nó tự động nó chết. Tại mình cũng đâu phải biết trồng cây đâu, mình Chắc nó không biết không hợp khí trồng. hậu, mấy không Ừ. hợp khí hậu ấy. Đúng rồi, Ở đúng Việt Nam thì hoa quả mùa nào thức đấy. Em rồi. mỗi lần mà em đi đi đâu mà em bận em không ăn mấy năm khó chịu lắm. Ăn quả ấy, mình ăn cơm ít nhưng mà ăn quả nhiều. Ừ. Ở Việt Nam ấy quả gì quả ngon cực, ở trong miền Nam thì có cũng nhiều quả mà ở miền Bắc thì nhiều quả ngon mà. Ở trên em mùa Ừ. này có cái quả mận, cái mận tả van đấy chị, mít quả Ừ. lê, Ừ. nói chung là nhiều quả mít Ừ. ngon lắm chị ạ, Lần à sau chị mà về Việt Nam chị muốn đì Sapa chơi một một một, một lần. Lần trước cũng muốn mà rẻ. đi Vâng, chị rồi đi nhưng mà Sapa xong là em chỉ cho cái chỗ cửa nhà nghỉ nó sạch mà nó giá cả nó phải chăng đúng ấy. rồi. Ừ, đúng Nhưng rồi. Đúng mà rồi, kiểu mình người cũng phải có nhất là người người Việt sang mà không biết thì người dân Việt Nam một ý thức đúng là chưa cao, thì ví dụ như họ vẫn đúng chặt chém khách du lịch, nếu mà chặt được họ rồi. chặt Đúng rồi. đúng rồi, nên là mình là phải là cái người tiêu dùng thông thái. Vào Việt Nam Đúng ấy rồi. hàng giả hàng nhái nọ kia họ cứ nói thế, đúng có thật nhưng mà chính người dân mình phải là người dùng tiêu dùng thông thái thì cái hàng giả hàng nhái nó không có chỗ để nó tiêu thụ. Đúng rồi, nói chung là cứ tham rẻ thì phải dùng đồ hàng rẻ thôi, hàng Đúng rồi, hàng còn đó ở mình đâu mua cũng hàng thế, đắt là tiền cũng thì có nó phải, tiền nào của đấy chị ạ, ở đúng đâu cũng rồi. có cái tiền, vâng đúng không, Chị có cũng ở quay bên đầu nhà, ở bên bên chỗ chị thuê thuê nhà ví dụ như là mấy nghìn đô la một tháng cũng có, còn hoặc mấy trăm đô đúng la một tháng cũng có thuê nhà đúng rồi không, đúng rồi. nên là nó Nhưng mà có nhiều mức chất lượng. bên này nhà bây giờ đắt lắm em ơi, nhà bây giờ đắt lắm, nhà bây giờ đi thuê nhà thôi cũng phải, ví dụ hai vợ chồng hai đứa con đó, là thuê cũng phải trên 1.000, 1.500 một tháng rồi, đấy là cái nhà Đô bình la thường không chị, ấy. 1.000 đô la bằng bao nhiêu tiền Việt Nam hả chị? Một Một nghìn nghìn đô à la 100 Úc thì được 1.700.000, 1.800.000 gì ở Việt Nam, à, mà một thì nó tháng. kẹp đô la Mỹ khoảng tầm 400 đúng không? Mà trong khi đó mà một tháng nên là thuê một cái nhà tầm thường thôi chứ không phải là được tử tế đâu, hai vợ chồng hai đứa con ở một cái nhà 2-3 phòng á là phải mất hơn 1.000 đô, 1.500 trở lên một tháng đó. Nghìn rưỡi Còn thì ở là 1.700.000 mấy lại 8 nữa là ui khoảng 25 triệu chết. 25 triệu á, cả nhà ở Việt Nam này ăn tiêu thoải mái tẹt ga rồi. Gọi sống như ông hoàng rồi, bằng hoàng rồi. Thế là người đúng như anh Lân anh nói bảo là làm 2 triệu ở Việt Nam còn hơn đã làm 1.000 đô ở bên bên Mỹ, bên Úc. đúng Đúng không chị? đúng đúng là như vậy. Ở bên Đang em cũng chẳng hiểu là bọn nó cứ nói cái luận điệu là người Việt Nam nghèo với người Việt Nam khổ. Em thấy ăn không có thiếu ăn, ăn thì phải ăn ngon, mặc thì phải mặc đẹp. Đi chọn đồ phải đẹp chứ cái đồ vớ vẩn không mặc. ừ, Rồi đúng rồi. là thoải mái tự do đúng không chị? Thích đi đâu, Đúng thích rồi. đi du lịch ở đâu, có tiền cứ đi, có thời gian cứ đi. Rồi là Đúng mình sống ở đâu cũng phải chấp hành pháp luật, ở Việt Nam thì chấp hành pháp luật thì bình yên,
Còn nếu mà mình cứ cứ đi chống phá nhà nước, mình bị gô cổ và mình bị xích tay còng chân vào là cái chuyện đấy là đương nhiên, đúng không? Một chế độ Đúng qua không? bao Đúng nhiêu không? năm, mà qua bao nhiêu năm người ta gây dựng đất nước, cái là từ ngày xưa bị ách đô hộ Pháp đấy, mạng người rẻ, một lốc cao su thì có năm xác người công nhân, nó rẻ Đấy. mạt như thế. Vâng, bây giờ con người có tự do, ví dụ như là phát hiện được những cái vi phạm của công chức viên chức nhà nước thì có thể tố cáo lên, người ta bị kỷ luật, người ta bị đuổi việc, người ta bị truy tố đấy, ví dụ như thế, thế là tự do rồi đúng không? Chứ còn tự do nào nữa, Còn muốn tự do như nào nữa? còn tự Quá do tự như do nào nữa, rồi. đúng rồi. Cái bọn ở bên này thì nó suốt ngày nó chỉ như vậy thôi, chứ còn nó đâu có biết đâu, nó thèm Việt Nam như này gì đấy. Rồi cái bức tranh mà từ mấy chục năm về trước ấy nó vẫn còn ở trong đầu nó, cho nên nó Đúng lúc rồi, nào lúc nó cũng nghĩ Việt Nam là như vậy. Đúng rồi. xong là em chẳng hiểu, đúng là như chị bảo là nó chẳng làm dụng được một cái cọng lông nào của cộng sản. Thích nhất câu đấy. Cho nên là chị cũng rất là mong những cái người ở Việt Nam ấy lo làm ăn để kiếm tiền, tại vì cái thị trường ở Việt Nam bây giờ nó rất là nhiều, là đông. Chính những người ở hải ngoại còn phải về Đúng Việt rồi, Nam để Việt làm Nam ăn. nhá, rất là dễ làm chị ạ, dễ làm ăn đấy. Đúng rồi. Chị nói Như đơn giản như em lên. bọn em kiếm thêm một tháng khoảng tầm khoảng vài trăm đô kiếm được, không khó đấy. Em Chả chị. người nhà nước này, em làm thêm ấy, em cũng kiếm Ừ. được vài trăm đô là chuyện bình thường, Đúng rồi. không không khó, không cần phải vi phạm pháp luật đi làm cái gì nó quá Bây giờ nên ở Việt là. Nam mà thích buôn bán cái gì cứ mở ra là buôn bán thôi. Chứ đâu như bên này đâu, bên này phải có bằng rồi phải đi thuê chỗ rồi phải có bằng rồi này, phải đóng thuế rồi này kia các thứ, nó rất là nhiều thứ. Chứ không phải như Việt Nam. Việt Nam là mình cứ mở ra là mình bán thôi, mình muốn mở cái gì cũng được hết, cũng rất là đơn giản. Đúng rồi, Còn ở bên này vâng, không phải như thế đâu, bên này muốn mở một đúng rồi. cái tiệm Em rất là thấy nhiều các tiền. em thấy cái anh các anh chị nói là ví dụ như là mình thuê người làm nhá, mình còn phải thuê, trả thuế cái việc thuê người làm ấy, tức là nên là cứ phải tự làm ấy. Con chị đấy à, lớn đấy. Con thằng này ăn bé, con chị lớn lắm rồi, thằng Chị này sinh ăn năm bao nhiêu? nó 2000 bao nhiêu, năm nay nó 18 tuổi, năm 2000. Vâng. Ừ, Yeah. thế chị sinh năm bao nhiêu? Chị à, đoán thử xem chị bao tuổi. Khó đoán lắm. Em đoán là chị sinh đầu bảy. Đầu bảy phải không? Không Sinh đầu à, tám chị à? nửa đầu người rồi, chị 50 tuổi đấy, Dạ. 50 Ui thế rồi. cơ á. Sáu Già rồi. chị hơn em chục tuổi. Thế mà con lớn nhỉ? Em vẫn trẻ đấy chứ, hơn em chục tuổi. Em Vậy sinh năm là em bằng đứa em gái chị em tuổi tuổi sinh năm ngựa phải 79, không? năm chạy tàu đấy. Năm chạy tàu bố mẹ em từ trên Lào Cai này chạy về Hải Phòng đẻ ra em, xong là em được một tháng lại lôi lên Lào Cai. Vậy đúng rồi, đứa em chị cũng sinh năm đấy, chị vẫn còn đang đi sơ tán ở bên ngoài Uông Bí. Vâng. Cái năm đó là chị Đấy, vẫn ở Uông Bí. năm 1979 mà tháng 2 năm 1979 là tàu nó đánh cho tan tác hết Đúng rồi. thị xã Lào Cai cũ ấy. Ừ, Xong là đúng chạy rồi. toán loạn hết về, về về quê Hải Phòng, xong là chạy lên xây dựng vùng kinh tế mới từ ngày đấy rồi. Năm đó là chị đang sơ tán ở bên ngoài Quảng Ninh Uông Bí đó, thì Chị ơi cái đứa cô. em chị, mẹ chị sanh đứa em, đúng rồi, Vâng. thì em bằng Chị tuổi ơi đứa em chị. thế à? Bằng bằng Chị ơi tuổi, như cái người thời dân ở gian Lào Cai này cũng một là phát triển kinh tế là nhờ
nhờ buôn bán với Trung Quốc nhá, rồi là nhờ buôn bán. Vâng. Xin nói với bà con, chắc là nhiều người biết, người dân của chúng tôi ở đây này, cuộc sống đi lên thứ nhất là nhờ buôn bán thương mại tiêu dùng, thứ hai nữa là nhờ buôn bán với Trung Quốc, thứ ba nữa là phát triển một cái tỉnh vùng núi phía Bắc này, nhưng mà tiềm năng phát triển kinh tế thứ nhất là về nông nghiệp, diện tích về nông nghiệp rất là rộng, nông nghiệp rồi là và phát triển về du lịch. Bọn bọn bên bên chống cộng cực đoan ấy, nó cứ nói là bây giờ phát triển là nhờ gì, cái thằng Benny Trương ấy, nó bảo là bán hết tài nguyên nọ kia, mẹ như nó bán ở đâu, bán cho ai, có Đúng bán rồi, em có xuất phủ nhận khẩu nhưng mà chỉ một phần nhỏ thôi, còn cái nguồn thu của nhân dân đâu có phải là từ quặng, bọn em biết gì về tài nguyên đâu, cuộc vâng. sống xung quanh Chị em nó khá giả hơn em nhiều. nói cho các em nghe, ở bên này á, Úc này, chị đang sống ở Úc này, nó bán đất bán nhà cho Trung Quốc rất là nhiều, biết không, nó bán rất là nhiều Trung Quốc vào đây. Có một cái tòa tòa nhà đó mà mấy chục tầng á, mười mấy tầng, mà nó giao bán, nó chưa xây xong, nó giao bán trong 2 tiếng đồng hồ mà Trung Quốc nó mua sạch đó. Cái Đấy. thời gian đó nó chưa đánh thuế, nó chưa đánh thuế mạnh vào những người ở ở Trung Quốc sang đây mua nhà, cho nên là người ta đổ xô sang người ta mua nhà. Mua đến bây giờ những cái người ở đây mà muốn mua nhà rất là khó, tại vì Trung Quốc nó mua nhiều cho nên cái giá nhà nó tăng lên đó. Nó bán rất là nhiều, rồi ngay cả cái cảng của Úc này nó cũng bán này. Thì những cái đấy sao sao không thấy bọn ba que nó biểu tình đi? Đâu, Việt Còn Nam những cái có bọn bán đấy nhà cho Trung Quốc đâu. Việt Nam có cái chế độ của mình chưa mở như thế đâu. Cũng rồi cần nhá, phải cảnh giác. chị nói cho em nghe, ở bên này mỗi một tiểu bang có một cái làng của Trung Quốc, có một cái phố tàu á, cái đấy là đặc khu ấy chứ còn gì nữa, Đúng toàn Trung rồi. Quốc thôi mà nó làm kinh tế cho những cái nước này rất là nhiều, tại vì ở đấy nó rất là sầm uất, người ta Tây tàu Việt gì cũng phải đến đấy, mỗi lần đi chơi á là toàn đi vào trong cái phố Trung Quốc đấy để ăn để ăn uống thôi. Cho nên là Trung Quốc ở đây á, người ta rất là đoàn kết và người ta làm ăn rất Đúng là hay, mà đóng thuế đấy, cho cái đất này là á cái rất người là Trung nhiều. Quốc nhá chị ạ, cái người Trung Quốc nói là cái tài buôn bán của người ta phải nhất thế giới đấy, Đúng cái người Trung Quốc ấy, rồi. Đúng từ rồi. cái thời mà sang người Hoa sang Việt Nam ở trong khu vực miền trong ấy, nó sang nó buôn bán ở Việt Nam mà nó mạnh, chính phủ ông Diệm còn phải gờm nó. Đúng rồi, chính ra là cái dân Sài Gòn ba tàu là ai, là Trung Quốc cái chứ còn là gì nữa, nó làm lên Đúng nó rồi, toàn miền là Hoa đồ ăn của nó thôi. Ừ, có vịt quay heo mấy ca sĩ nổi tiếng ấy, người Hoa đấy, như là Lam quay. Trường với lại cả Lương Bích Hữu đấy, mấy người đấy là con em người Việt gốc Hoa chứ là gì. Ngày xưa nhà chị là ở Việt Nam, ở Hải Phòng cũng có một cái phố Trung Quốc, là chị ở tại phố Trung Quốc đó. Cho nên Đúng rồi. người ta làm ăn rất là mạnh, nhưng mà sau năm 79 là Việt Nam mình đuổi hết những người Trung Quốc về nước. Khi mà người ta đi về đấy là tất cả những cái món ăn của Trung Quốc không ai biết làm. Đó. Đúng. Không ai biết làm. Đó, Cái Trung ẩm Quốc thực là Trung Quốc là cũng ngon chị ạ, ẩm thực Trung Quốc là nó làm cũng ngon đấy, nó làm ngon. Cái ẩm thực của Việt Nam là cũng nổi tiếng rồi nhưng mà ẩm thực của Trung Quốc là cũng ngon đấy, nhiều cái món, ví dụ món lẩu đúng là xuất phát từ Trung Quốc nhá, hay toàn cái món Trung đậu Quốc phụ của mình bây giờ là cũng là từ Trung Quốc nhá. nhớ Em không có yêu yêu Trung Quốc, yêu Trung Hoa, mình cũng đầy cảnh giác vâng, luôn, nhưng mà mình phải ghi nhận được cái gì họ làm được, cái thực gì họ không làm được. người ta Thực bảo tế là là nó tư tưởng của nó là bành trướng, nó là muốn đúng bá chủ toàn cầu đấy, tư tưởng mà đúng nó làm nhiều cái thủ đoạn để nó thực hiện cái mục đích của nó, nhưng mà đó. phải ghi nhận người Trung Quốc cũng rất là tài. Ví dụ cái nền nông nghiệp của nó nhá, bọn em quanh đây bọn em biết
nó phát triển hơn ở Việt Nam phải nhiều chục năm chị ạ. Quả của nó làm nó nay tạo ra những cái quả mà nó rất là to. Nó to mà ví dụ như là cái hoa ly mấy hoa hồng nữa nhá, trồng ở bên Trung Quốc á, nó tươi mà nó đẹp lắm. Nhưng mà cũng cái giống đấy về Việt Nam trồng, người Việt Nam chăm sóc trồng, một là do cái thổ nhưỡng đất đai, hai nữa là cái kỹ thuật ấy cũng cùng giống đấy mà nó khác hẳn nhau. Trong Việt Nam nó cây nó khô, nó còi cọc kia, nó trông lá nó mơn mởn, nó đẹp lắm. Nên là phải ghi nhận là người Trung Quốc nó giỏi. Đúng rồi. Người Trung Quốc cái đó là đương nhiên rồi, nhưng mà cái bọn kia nó cứ có Phong Hoài à? Phong Hoài là ai? À, muốn lên à? Cho nên cái gì thực tế mình phải chấp nhận chứ. Đâu có phải mình cứ nói bừa, nói quậy, không có lý, có luận gì, chỉ biết từ tục tức là thôi. Mình phải khách quan, nhìn nhận nó phải khách quan. Chứ không phải là mình nhìn cái ánh nhìn chủ quan của mình được. Mình phải ghi nhận cái gì họ làm được và cái gì họ không làm được. Với lại cứ nói bằng kia như kiểu sợ Trung Quốc quá, run sợ lúc nào cũng bảo tàu cộng mua chiếm đất mê nọ kia. Người Việt Nam mình nhá, bao nhiêu chiến sĩ bây giờ đang phải canh giữ ngoài đảo xa đấy để bảo vệ cái toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam đấy. Không biết gì, cứ ở bên kia nó cứ bảo bán bên này không bán. Úi ruột. Cái bọn ở bên này nó đâu có biết gì đâu, nó cứ nghe thấy cái bọn lãnh đạo cộng đồng ấy em, nó bơm vào cái đầu nó như thế nào thì nó cứ thế nó nói thôi. Đúng đó. Rồi, mà những cái người bất bình thì không dám lên tiếng, chỉ sợ là bọn nó tẩy chay, bọn nó gọi là cô lập đấy, nên là đấy, sợ các sống em ở bên đấy rồi. Các em thấy không, những cái người bên này nói mạnh, nói hay lắm rồi, đe dọa khi mà Việt Nam bắt cái thằng William Nguyễn ấy, nó nói úi giời ơi, động vào người Trung Quốc rồi thế này thế kia, rồi cuối cùng bây giờ bao nhiêu lâu rồi, mấy tuần rồi, đâu có được thả đâu. Đấy, chúng nó làm được cái gì đó. Động vào tinh Mỹ. Mỹ là cái gì? Mỹ bây giờ còn rút khỏi cái nhân quyền thế giới chứ. Thế đó. Mỹ nó không sớm, Mỹ nó cũng không muộn, mà nó đúng cái lúc mà thằng William Nguyễn này bị bắt mà nó rút khỏi nhân quyền thế giới. Nó đang đúng rồi, muốn thằng này đen. Nó đang muốn tống cổ một lũ đi trục xuất ra khỏi Mỹ kia kìa. Đúng rồi. Chẳng có nước nào người ta muốn nhận ấy. Đúng đã rồi. Đi sang bên đấy rồi mà cái tư tưởng nói chung là không nước nào người ta muốn mang cái đống rẻ rách về. Đúng rồi, Việt Nam chỉ mong rằng là đừng có mang cái lũ cho về, lũ chỉ ăn hại thôi. Đúng rồi. Nó sang bên này mà nó còn không làm được cái gì thì nó về Việt Nam nó làm được cái gì, nó chỉ phá hoại thôi. Thằng nào thuê đúng nó rồi, là nó làm hết. Người sang Mỹ mấy chục năm nay mà vẫn còn gọi là Hamlet, không có nhà ở. Đúng mà rồi. Bên Việt Nam này ít ra phải có mảnh đất cắm rủi. Ở đúng bên rồi. Kia như ông Ngô Kỷ thấy bảo là vẫn là chưa có nhà ở, thì Mỹ nó rét như thế cứ ở gầm cầu à? Xong là cứ cái bọn đấy đúng là chỉ lo bò trắng răng, lo cộng sản, lo cái lọ cái kia, nhưng mà cái bản thân mình chưa lo được, đúng không? Mà chúng, bản thân mình coi như là cho vợ cho con còn chưa lo được, không có nhà thì không có tiện nghi, đúng không chị? Ví dụ đây nhà mình có nhà, mình muốn trang trí một cái bình hoa đẹp, rồi mình muốn mua cái tiện nghi, ví dụ cái tivi to, rồi là cái điều hòa công suất lớn để mình hưởng thụ, rồi là cái tủ lạnh gọi là modern mình dùng, mình có nhà thì mình mới có tiện nghi. Nhưng đây không có nhà, mình cứ lo bò trắng răng, lo chống cộng sản, mẹ lo nó rời nó đất ở đâu ấy, bản thân mình còn không lo được. Có ai muốn lên đây đây? Hòa, đây, Phong đây, em Hoài nói à? Chuyện không, mà chị cho ai lên đi. Em xuống nhá, không em biết xuống như nào? Chị cho em xuống. Ok, cảm ơn em nhé. Có gì em nhắn tin cho chị, rồi hôm nào chị về chị nhắn tin sẽ hộp liên tên lạc với với điện em. thoại của em, địa chỉ nhá. Xong là chị về Việt Nam thì chị em mình gặp nhau. Ok, cảm ơn em nhé. Vâng. Bye bye. Em chào chị. Chào.